Các nguồn tin của tờ Kiev Sport bên trong cơ quan an ninh Ukraine SPU đã xác nhận rằng, vào hôm 25 tháng 3, hai quả tên lửa đạn đạo được phóng từ bán đảo Crimea do Nga kiểm soát hướng tới thủ đô Kiev và nhằm vào trụ sở SPU. Theo các nguồn tin này, các quả tên lửa nhằm vào nơi làm việc của các quan chức cấp cao thuộc SPU. Phóng viên Kiev Sport ở các khu vực khác nhau tại thủ đô Kiev ghi nhận có hai vụ nổ lớn vào khoảng 10 giờ 30 phút theo giờ địa phương. Hôm 25 tháng 3, Ukraine tổ chức kỷ niệm ngày cơ quan an ninh Ukraine. Tuy nhiên, không quân Ukraine cho biết hai quả tên lửa đó đã bị bắn rơi trước khi tới mục tiêu. Nhiều tiếng nổ vang lên ở trung tâm Kiev vào thời điểm khoảng 30 giây sau khi có tiếng còi báo động phòng không. Thị trưởng Kiev Vitali Grisko viết trên mạng xã hội rằng có một số người bị thương do các cuộc tấn công này và một số ngôi nhà bị hư hại do mảnh vỡ từ tên lửa. Trước đó, Nga từng phóng thành công tên lửa vào trụ sở cơ quan tình báo quốc phòng của Ukraine. Ngày 25 tháng 3, Ba Lan cho biết đại sứ Nga tại Warsaw, ông Sergei Andreyev đã phớt lờ lệnh triệu tập của Bộ Ngoại giao Ba Lan liên quan vụ một tên lửa nghi của Nga đã bay vào lãnh thổ Ba Lan hôm 24 tháng 3, theo hãng tin Reuters. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan, Paweł Gronsky nói, đại sứ Liên bang Nga đã không đến Bộ Ngoại giao Ba Lan để giải thích sự việc. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kuladislav Kosiniak-Kamish nói với đài truyền hình Polsat News hôm 25 tháng 3 rằng Ba Lan sẽ quyết định các bước tiếp theo trong những ngày tới vì Wasa không thể bỏ qua dấu hiệu kinh thường như vậy. Ông Kosiniak Kamit nhấn mạnh đây chắc chắn sẽ là những quyết định thống nhất bởi vì đây là phản ứng của toàn thể nhà nước Ba Lan. Về phía Nga, đại sứ Andreyev xác nhận ông đã không đến Bộ Ngoại giao Ba Lan theo hãng thông tấn TASS. Ông Andreyev nói sáng ngày 25 tháng 3, Họ, tức là Ba Lan, đã cố gắng triệu tập tôi đến bộ ngoại giao để gặp một trong các thứ trưởng. Họ nói chủ đề là vụ việc ngày hôm qua khi một tên lửa hành trình được cho là của Nga đã vượt qua biên giới Ba Lan và ở trong không phận Ba Lan suốt 39 giây trước khi bay đi. Tôi hỏi liệu có bằng chứng không và tôi nhắc họ rằng Ba Lan đã từng đưa ra những tuyên bố tương tự như vậy vào ngày 29 tháng 12 năm ngoái. Nhà ngoại giao Nga đề cập sự việc hồi tháng 12 năm 2023, khi đó Waza đã báo cáo một tên lửa nghi của Nga đi vào không phận Ba Lan từ phía Ukraine nhưng không cung cấp bằng chứng. Ông Andreyev cho biết, ông nghĩ rằng Ba Lan cũng sẽ không có bằng chứng trong sự việc lần này nên cuộc họp sẽ vô nghĩa và tôi đã từ chối lời mời. Đại sứ Nga nói thêm, bây giờ họ có ý định gửi cho chúng tôi một công hàm về vấn đề này, đó là quyền của họ. Chúng tôi sẽ tiếp nhận, chúng tôi sẽ xem xét và có thể chúng tôi sẽ phản hồi. Kể từ khi xung đột Nga Ukraine bùng phát, Ba Lan đã nhiều lần báo cáo các trường hợp tên lửa bay lạc sang không phận nước này từ biên giới Ukraine. Đáng chú ý, hồi tháng 11 năm 2022, một tên lửa đã rơi ở làng Podlaski của Ba Lan gần biên giới với Ukraine, khiến hai nông dân thiệt mạng. Tên lửa này sau đó được xác nhận là do hệ thống phòng không Ukraine bắn. Nội dung video cho thấy phi đội thuộc lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tiến hành một cuộc tấn công vào mục tiêu với sự hỗ trợ của tên lửa không điều khiển S8. Nhóm tấn công còn có trực thăng tấn công Ka-52, Mi-35M và máy bay chiến đấu đa năng Mi-8. Tên lửa S8 do các nhà khoa học Nga phát triển được thiết kế để sử dụng cho máy bay ném bom chiến đấu và trực thăng. Tên lửa đa năng này cung cấp nhiều tùy chọn đầu đạn như xuyên giáp để nhắm mục tiêu vào xe tăng và gây cháy để tiêu diệt quân địch. S-8 là tên gọi của tên lửa không điều khiển cỡ 82mm được phát triển bởi không quân Liên Xô trong thập niên năm 1970 để thay thế cho tên lửa S-5 có hiệu suất chiến đấu thấp. S-8 có sức mạnh và độ chính xác cao hơn hẳn S-5 trong khi vẫn giữ kích thước đủ nhỏ để máy bay có thể mang theo với số lượng lớn. S-8 có tất cả 14 biến thể với các loại đầu đạn khác nhau, các nhóm chính gồm đạn nổ lõm, phá mảnh chống thiết giáp, bộ binh S-8K, đạn xuyên chống lô cốt, công sự S8B, đạn nhiệt áp S8D, đạn vạch đường S8O, đạn mồi bẫy S8P, đạn mũi tên S8S, các phiên bản có chiều dài từ 1,54 tới 1,7 m, trọng lượng 11,1 đến 15,2 kg, tầm bắn 2 đến 4 km. S8 sử dụng hai loại hình phóng chuyên dụng đó là B8M1 trang bị cho máy bay cánh cố định, kiểu MiG-27, MiG-29, Su-17/22, Su-24, Su-25, Su-27/30 và B8V20A tương thích với trực thăng Mi-8/17, Mi-24/28 và Ka-50/52. Nghệ thuật chiến tranh không chỉ đơn giản là biết cách tấn công hay phòng thủ, nó cũng bao gồm cả việc biết cách rút lui với tổn thất tối thiểu về nhân lực và trang thiết bị. Đó là bài học đau đớn mà Ukraine đã rút ra sau khi thoái lui khỏi thành phố Avdiivka vào tháng 2 năm 2024. Cố rút quân được cho là vội vàng và thiếu tổ chức khi hệ thống phòng thủ sụp đổ trước làn sóng tấn công mặt đất và hỏa lực không ngừng của Nga. Và đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho quân đội Mỹ, lực lượng hoàn toàn có thể rơi vào tình huống tương tự, theo một sĩ quan tình báo của quân đội Mỹ. Đại úy Ryan Ford viết trong một bài tiểu luận cho Viện Chiến tranh Hiện đại của Học viện West Point đánh giá việc rút lui của quân phòng thủ Ukraine là một ví dụ điển hình cho quân đội Mỹ về những thách thức, yêu cầu và cân nhắc giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc thực hiện hành động một chiến dịch như vậy. Abdiivka nằm ở vùng Donetsk, phía đông nam Ukraine là nơi có thế mạnh sản xuất than cốc, nhiên liệu làm từ than đá, với dân số trước chiến tranh là 31.000 người. Avdivka cũng là mục tiêu của Nga kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022. Nhưng kể từ mùa thu năm ngoái, Nga đã dồn nguồn lực lớn để đánh chiếm thị trấn chiến lược này nhằm củng cố quyền kiểm soát của mình ở Donetsk. Vào cuối trận chiến ở Avdivka, Nga được cho là đã điều động 15.000 quân, bao gồm cả lính dù và biệt kích tinh nhuệ, được pháo binh, xe tăng và bom lượn phóng từ trên không có sức tàn phá khủng khiếp hỗ trợ bất chấp sự kháng cự quyết liệt của các đơn vị tinh nhuệ như lữ đoàn xung kích số 3, hòa lực vượt trội của Nga và tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng, cuối cùng đã khiến các chỉ huy Ukraine phải đứng trước lựa chọn nghiệt ngã, giữ áp và mạo hiểm bị bao vây và hủy diệt, hoặc rút lui và trao cho Nga một chiến thắng mang tính biểu tượng. Nhận thức một cách khôn ngoan rằng tốt hơn hết là nên bảo toàn lực lượng để chiến đấu ở các mặt trận khác có cơ hội thắng cao hơn, quân Ukraine đã phải tiến hành một trong những chiến dịch quân sự khó khăn nhất là rút lui dưới hòa lực dày đặc của kẻ thù. Mặc dù Ukraine đã rút được phần lớn lực lượng, nhưng hoạt động này không diễn ra suôn sẻ. Rút lui khỏi vị trí Zenit bị bao vây hoàn toàn ở ngoại ô phía đông nam Abdiivka là một vấn đề đặc biệt khó khăn đối với lực lượng Ukraine. Một số nhân chứng đã mô tả về một cuộc di chuyển vô tổ chức vào ban đêm dưới sự tấn công của pháo binh Nga, hòa lực trực tiếp, máy bay không người lái và đạn dược làng vàng. Ford lưu ý. Đại úy Ford chỉ ra hai bài học mà quân đội Mỹ nên rút ra từ trận chiến Abdiplika. Đầu tiên, việc rút lui phải đứng lên kế hoạch cẩn thận. Hoạt động rút lui của Kena chứng kiến sự phối hợp kém của lữ đoàn cơ giới số 110 đang bảo vệ thành phố và lữ đoàn xung kích số 3 mới đến có nhiệm vụ hỗ trợ cho cuộc rút lui của lữ đoàn 110. Ford lưu ý các tuyến đường chính và thay thế, tín hiệu nhận dạng và phương thức liên lạc cần được thiết lập để phục vụ và bảo đảm việc rút lui an toàn, trật tự. Ví dụ, nếu một bộ phận trong lực lượng chính của lực lượng rút lui bắt đầu di chuyển trước khi lực lượng an ninh ở vị trí hỗ trợ hiệu quả, thì bộ phận đó có thể bị tấn công phủ đầu và bị tiêu diệt trong giai đoạn dễ bị tổn thương này. Việc di chuyển trên chiến trường, bao gồm cả việc rút lui, đã trở nên khó khăn trong cuộc chiến Ukraine vì sự hiện diện thường xuyên của máy bay không người lái giám sát và tấn công nhưng vấn đề lớn nhất có lẽ là việc sơ tán người bị thương tại abdipka một số binh sĩ ukraine bị thương đã bị bỏ lại ford cho biết các quy trình sơ tán y tế phải được giải quyết một cách chi tiết bao gồm các phương tiện tuyến đường và điểm kết nối được chỉ định dựa trên thời gian sẵn có và hành động của kẻ thù khả năng sơ tán tất cả các trường hợp bị thương có thể không thực hiện được Bài học khác rút ra từ trận đánh ở Abdipka là đảm bảo hỗ trợ đầy đủ cho việc rút lui, đặc biệt là lực lượng yểm trợ đang giám sát việc rút lui của phần còn lại của quân đội. Ford chia sẻ, để hoàn thành nhiệm vụ này, lực lượng an ninh đảm trách có thể đông hơn hoặc ít hơn về quân số, nhưng sẽ cần phải được các chỉ huy cấp cao dành sự ưu tiên và hỗ trợ các hệ thống vũ khí quan trọng như phòng không, kho nhiên liệu và đa đa phản pháo, hoặc phải có thiết bị giả phá bom mìn để phòng trường hợp quân địch giải mìn ngay trên đường rút lui. Đánh giá về công việc của phía Ukraine ở Abdiivka, đại úy Ford cho rằng dù thiếu đạn dược, các chỉ huy Ukraine vẫn có thể cung cấp một số hỏa lực hỗ trợ cho cuộc rút lui. Theo đó, các nhà lãnh đạo quân sự Ukraine đã có thể điều chỉnh các mức độ ưu tiên của các hệ thống vũ khí quan trọng để duy trì hiệu ứng hỏa lực gián tiếp, cho phép việc di chuyển cơ động hiệu quả. Cuối cùng, tuy Abdiivka không phải là chiến thắng của Ukraine, nhưng trận chiến có thể đã kết thúc tồi tệ hơn rất nhiều. Ông Ford kết luận việc mất áp ca sau khi kiên quyết phòng thủ trong thời gian dài chắc chắn là một viên thuốc đáng khó nuốt, nhưng việc Ukraine rút quân thành công sẽ bảo toàn được nhân lực giàu kinh nghiệm và năng lực quân sự. Đây là bài học ý nghĩa có thể được áp dụng trong tương lai. Ông Ford nói thêm việc rút quân về bản chất không có ý nghĩa là một thất bại, nhưng việc không đào tạo, lập kế hoạch và cung cấp nguồn lực cho việc rút quân có thể dẫn đến thất bại.